Xin chào tất cả các anh chị. Và hôm nay sẽ là bài 3 và bài ngày hôm nay sẽ là bài quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Và đây là một trong những cái bài sẽ chia sẻ với các bạn rất là kỹ về cái chân dung khách hàng của các bạn. Và cái chân dung đó có xác định được hay không sẽ do cái cách các bạn tiếp cận với khách hàng của mình. Vậy thì tôi sẽ mô tả cho các bạn một cách chi tiết về cái chân dung khách hàng để các bạn qua đó có thể tìm kiếm được cái đối tượng khách hàng của các bạn trong cái quá trình các bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Và sẽ còn một vài những cái thủ thuật ở cuối cái video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn và hy vọng rằng nó sẽ có ích cho các bạn trong quá trình bán hàng. Vậy thì khách hàng tiềm năng của các bạn họ sẽ là ai? Họ sẽ là ai? Đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều người sẽ bán hàng sẽ phải đặt ra. Ai sẽ là khách hàng tiềm năng của tôi? Họ là ai? Họ đang ở đâu? Và tôi phải đi tìm họ như thế nào? Thì cái câu hỏi đầu tiên đặt ra cho những cái người bán hàng đó là khách hàng tiềm năng của các bạn họ là ai? Họ là những người như thế nào ạ? Họ là những người, đối với những người bán mỹ phẩm, họ sẽ là những người yêu thích làm đẹp. Đối với những cái người mà bán những cái thực phẩm chức năng hay là những cái thực phẩm mà chăm sóc sức khỏe thì họ sẽ là những cái người biết yêu thương bản thân mình, biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Vậy thì khách hàng tiềm năng của các bạn chính là những cái người biết yêu thương, chăm sóc và tôn trọng bản thân mình. Hãy tìm đến họ, những cái người mà có cái tư duy luôn luôn tập trung vào bản thân mình, có cái tư duy luôn luôn tự biết cách chăm sóc bản thân và làm đẹp cho bản thân mình để cho những cái người xung quanh luôn cảm thấy yên tâm, hài lòng và ngưỡng mộ họ, thì đó là cái đặc điểm đầu tiên đối với những cái khách hàng tiềm năng mà các bạn cần phải tìm. Và họ sẽ là những người như thế nào nữa ạ? Họ sẽ là những người kinh doanh online. Tại sao lại họ là những người kinh doanh online? Các bạn vẫn cứ nghĩ rằng là những cái người kinh doanh online thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bị hơi bị bó hẹp một chút. Đó là họ đã có sản phẩm rồi, họ sẽ có thể không kinh doanh dòng sản phẩm của các bạn. Nhưng không, theo cái xu hướng bây giờ thì tất cả mọi người đều kết hợp lại với nhau và dựa vào nhau để cùng kinh doanh. Chúng ta sẽ tạo thành một cái mô hình gắn chặt và chúng ta sẽ tạo thành cái mô hình hệ sinh thái. Vậy thì những cái người kinh doanh online cũng là những cái người sẽ là cái khách hàng của các bạn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ cũng đều có, họ bán dòng sản phẩm khác và họ sẽ có nhu cầu của các bạn, dòng sản phẩm mà các bạn đang bán. Họ bán dòng sản phẩm khác và họ có nhu cầu tìm hiểu cái dòng sản phẩm các bạn đang bán. Bởi vì dòng sản phẩm các bạn đang bán, các bạn quá tin tưởng và truyền cảm hứng vào nó, đúng chưa ạ? Và những cái người kinh doanh online này sẽ có một vài các cái đặc điểm. Ví dụ như họ sẽ có thể là leader của các hãng khác, rồi có thể là những cái người mà người ta đã đang gãy hệ thống và người ta đang muốn bắt đầu với một dòng sản phẩm mới, rồi người ta có thể là những cái người đang bán những cái dòng sản phẩm khác. Và để riêng về cái đối tượng mà những người kinh doanh online này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn vào một cái bài sau, vào một cái bài gần đây nhất có thể tôi sẽ chia sẻ với các bạn, và tôi sẽ mô tả với các bạn cái chân dung kỹ càng hơn với những cái người, cái đối tượng, ví dụ như là đối tượng nào có thể là kết hợp với các bạn, kinh doanh cùng với các bạn, hợp tác với các bạn với cái số lượng sản phẩm đi là 100 sản phẩm. Rồi những người như thế nào có thể sẽ nhập của các bạn 50 sản phẩm để bắt đầu kinh doanh cùng với hệ thống các bạn. Thì tôi sẽ mô tả và sẽ xây dựng kỹ cái chân dung cái người kinh doanh online này ở một bài tiếp theo. Còn trong cái khuôn khổ bài này thì tôi sẽ chỉ cung cấp qua cho các bạn một vài những cái đặc điểm nhận dạng như vậy thôi. Và họ sẽ là ai nữa ạ? Họ sẽ là những cái bà mẹ bỉm sữa. Họ sẽ là những cái bà mẹ bỉm sữa, những cái người mà đang gì ạ, đang ở nhà nuôi con, đang trong cái thời gian chăm con, họ có quá nhiều những cái khoản chi tiêu nhưng họ làm sao ạ, họ lại không có có một cái nguồn thu nào cả. Và nhất là trong cái thời kỳ mà đang có dịch corona như thế này thì cái việc mà có một cái nguồn thu cho bản thân cũng là một cái nhu cầu rất là cấp thiết của những người mẹ bỉm sữa. Và khi nhất là đối với hệ thống Đông y Vũ Đức thì cái sản phẩm của chúng ta là sản phẩm phụ khoa, thì những cái bà mẹ bỉm sữa, những cái bà mẹ mới sinh lại rất có nhu cầu về cái việc làm gì ạ? Họ dùng sản phẩm để có thể tôn tạo lại vùng kín, giúp cho xe khít, giúp cho hồng này. Họ dùng những cái sản phẩm điều kinh để có thể tống hết huyết xấu này. Rồi họ còn có một cái nhu cầu khác nữa, đó là gì ạ? Họ có thể tìm được một cái dòng sản phẩm tốt để họ có thể kinh doanh và lan tỏa giá trị, và họ vẫn có thể nuôi con và ở nhà, được chưa? Thì đấy là cái đối tượng số 3 mà các bạn cần lưu ý. Cái đối tượng số 4 có thể là nhân viên văn phòng.
đó có thể là công nhân, thậm chí họ có thể là chủ shop mỹ phẩm, chủ shop quần áo hay là chủ một cái shop nào đó họ đang kinh doanh và họ muốn có nhu cầu kinh doanh thêm, nếu như các bạn có thể truyền cảm hứng cho họ. Và cái cách để truyền cảm hứng cho họ thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ làm việc với nhau ở những bài sau. Ở đây tôi chỉ mô tả với các bạn cái đối tượng mà các bạn cần chú ý mà thôi, được chưa ạ? Và họ có thể là những học sinh sinh viên, đấy là một trong những cái đối tượng mà các bạn cần phải lưu ý. Rồi họ có thể là chủ spa hoặc nhà thuốc. Tại sao lại là chủ spa và nhà thuốc? Bởi vì sản phẩm của chúng ta có cả mỹ phẩm này, có cả đông y, và đối với spa thì có thể là spa chăm sóc da này, spa chăm sóc body này, rồi thậm chí có cả spa gì ạ? Spa cái vùng kín nữa. Các bạn đã bao giờ nghe đến cái dịch vụ đó chưa ạ? Vậy thì đó cũng là cái đối tượng của chúng ta. Còn nhà thuốc thì những cái dòng sản phẩm của Đông y Mũ Đức thì đã có đầy đủ các cái giấy tờ, đầy đủ hóa đơn đỏ, đầy đủ các cái giấy tờ pháp lý để giúp cho các bạn có thể đưa vào nhà thuốc. Vậy thì khi mà các bạn đưa được vào nhà thuốc thì đó cũng là một cái cách để nâng uy tín bản thân, nâng uy tín của sản phẩm của chúng ta. Vậy thì đó cũng vẫn là đối tượng mà chúng ta cần chú ý tới, đúng chưa ạ? Và đó là những cái người mà chúng ta cần tìm đến để chúng ta làm gì ạ? Để tìm kiếm những cái khách hàng tiềm năng của các bạn. Khách hàng tiềm năng thì không chỉ là khách hàng chỉ mua để dùng, mà khách hàng đó có thể trở thành khách sỉ, trở thành đại lý của các bạn, bởi vì các bạn là người kinh doanh, được chưa? Thế thì các bạn sẽ phải tìm họ ở đâu? Các bạn sẽ phải tìm họ ở đâu? Câu hỏi này cũng sẽ là một cái câu hỏi mà khá là nhiều những cái người kinh doanh online đặt ra. Và các bạn thấy là gì? Bạn bạn mô tả cái người như vậy thì đúng rồi, nhưng tôi không biết tìm họ ở đâu. Vậy thì bây giờ tôi sẽ gợi ý cho các bạn một vài những cái gợi ý nhỏ để các bạn có thể tìm đến những cái người mà các bạn đang muốn nhắm tới, những cái đối tượng khách hàng tiềm năng của các bạn. Ok chưa ạ? Đó, thế thì nếu đối với người lạ, chúng ta sẽ phân ra làm hai đối tượng, một là người lạ, hai là người quen. Nếu đối với người lạ thì các bạn sẽ tìm họ ở đâu? Họ sẽ ở trong các group. Group đó là những group như thế nào? Nó sẽ là các khách lẻ, sẽ là những cái group liên quan đến gì ạ? Liên quan đến tâm sự này, liên quan đến hôn nhân gia đình này, liên quan đến tâm sự Eva này, rồi thậm chí liên quan đến cái việc làm đẹp, rồi liên quan đến cái việc mà các cái chợ đấy, thì các cái group đó có rất là nhiều và các bạn có thể tìm đến họ ở trong các cái group đó. Và nó sẽ có ở diện ví dụ như tâm sự Eva này, rồi tâm sự gia đình này, rồi tâm sự kín này, rồi con giáp thứ 13, nó có rất là nhiều và các bạn hãy tìm nó ở trong đó. Thậm chí nếu như đối với mỹ phẩm thì các bạn có thể tìm rõ hơn, nó sẽ có những cái gì ạ, những cái nhóm ví dụ như là tâm sự về làn da này, rồi bóc phốt mỹ phẩm này, beauty tip này, có rất là nhiều, hoặc là giúp nhau sử dụng mỹ phẩm miễn phí này, có rất là nhiều. Và các bạn có thể tìm đến các cái group đó để các bạn tìm được các cái khách hàng của các bạn. Hãy vào trong đó và nhớ là gì, riêng đối với group nhé, thì tôi sẽ có một cái bài để giúp cho các bạn đào sâu hơn về group. Nhưng có một cái điều là nếu như các bạn vào một group thì đầu tiên các bạn sẽ là người mới đến group đó, thì cái việc đầu tiên các bạn phải cho người ta thấy các bạn có giá trị, chứ đừng vào bán hàng luôn thì nó không khác gì cái việc là các bạn đến một cái chợ đó và các bạn cứ giao thôi, giao mà không biết ở trong cái chợ đó người ta có ai bán chưa, và ở cái chợ các bạn cũng chưa có uy tín với những người xung quanh. Vậy thì tất cả các group khi mà các bạn vào thì đầu tiên các bạn phải trở thành người có giá trị. Còn người trở thành người có giá trị như thế nào thì ở các cái chuỗi bài sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn, được chưa ạ? Đấy. Rồi, các bạn có thể làm gì ạ? Các bạn có thể tìm ở ví dụ như là khách sỉ thì các bạn có thể tìm những cái group liên quan đến kinh doanh, ví dụ như là hội chợ kinh doanh online này, rồi mẹ bỉm sữa kinh doanh online này, rồi các cái nhóm kinh doanh các cái dòng sản phẩm sỉ, các cái nhóm sỉ rất là nhiều, nó có rất là nhiều. Và đối với Đông y Mũ Đức thì hình như là tôi đã nhớ không nhầm là trước đã có một cái danh sách hơn 100 các group mà không không phải duyệt. Và riêng đối với bản thân tôi đang có gì ạ? Tôi đang sở hữu hai group, một group hơn 40.000 mem và một group hơn 50.000 mem không phải duyệt, và các bạn có thể hoàn toàn truy cập vào đó. Hãy tìm đến trang cá nhân của tôi, ở trên trang tôi có công khai hai cái group đó, các bạn có thể vào và tự tự vào đó để đăng bài bán hàng ở trong đó một cách miễn phí và không cần phải mất tiền, được chưa ạ? Một cách miễn phí và không cần phải mất tiền. Rồi có một cái vấn đề nữa đó là đối với người lạ thì các bạn phải làm gì? Đối với người lạ thì các bạn phải làm gì? Như tôi đã vừa mới nhắc với các bạn ở cái ý trước đó thì các bạn phải trao giá trị.
Vậy thì cái giá trị đó là gì? Các bạn sẽ có thể trao giá trị bằng cách các bạn sẽ có những cái bài viết chia sẻ này, có những cái bài viết mà mang tính chất chia sẻ những cái thông tin hữu ích này, rồi các bạn có thể live stream, rồi có thể tặng quà, là có thể rất là nhiều thứ. Nếu như các bạn làm được điều đó, các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ có thể trao được giá trị xung quanh. Nhớ là gì ạ? Phải có giá trị trong cái cộng đồng đó. Thế thì tặng quà rồi giao tiếp, tương tác với những người trong group, hãy tìm những cái mem thật để các bạn có thể tương tác với họ, để tạo cái mối quan hệ với họ, được chưa ạ? Rồi các bạn sẽ tham gia vào các cái cộng đồng, tham gia vào các cộng đồng. Cái cách sỉ mà người lạ thì sẽ có các cộng đồng, ví dụ như các cái khóa học online. Các bạn đã học bao giờ chưa? Hãy bỏ tiền ra, một là phát triển bản thân, hai là sẽ được join vào các cộng đồng, và khi mà vào đó hãy thể hiện cái giá trị của bản thân mình trong cái nhóm lớp, những cái lớp học đó. Và tôi là một trong những cái người mà gì ạ, tôi đã chia sẻ với các bạn về cái cách mà tôi phát triển bản thân là gì, luôn luôn bỏ ra 10% thu nhập của mình để học, để phát triển bản thân. Và chính nhờ cái việc đó mà tôi mới có rất là nhiều những cái kiến thức mà chia sẻ cho các bạn trong cái thời điểm này, trong cái thời điểm mà rất là khó khăn trong kinh doanh như thế này. Đấy, hãy tham gia các event, tham gia các khóa học và tham gia vào cộng đồng đó với danh nghĩa những cái người hoạt động tích cực nhất, chứ không phải là những người vô hình, được chưa? Đấy, rồi các bạn có thể tìm, đó là người lạ. Vậy thì người quen thì các bạn sẽ tìm ở đâu? Người quen thì các bạn sẽ có thể tìm họ ở chỗ nào ạ? Ở những cái bạn bè, bạn những người bán hàng, đồng nghiệp, những người thân, rồi những người hàng xóm láng giềng xung quanh, rồi bạn bè của chồng, bạn bè của anh chị em, tất tần tật những người xung quanh. Và chúng ta sẽ tìm cái này bằng cách nào? Hãy lập một cái danh sách khách hàng của các bạn. Nhớ, lập danh sách khách hàng của các bạn, hãy ghi số điện thoại, ghi đặc điểm lưu ý của họ, và hãy khoanh vùng họ. Mỗi một ngày các bạn phải tiếp cận bao nhiêu người, những cái danh sách khách hàng quen. Theo thống kê thì mỗi người sẽ có 250 mối quan hệ, trung bình sẽ có 250 mối quan hệ. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề là gì? Khi mà bất thần ai đó hỏi các bạn là em có quen biết nhiều không, thì rất nhiều người trả lời là em chỉ có 5-7 mối quan hệ thôi. Nhưng các bạn không biết được rằng các bạn sở hữu bao nhiêu mối quan hệ đâu. Ví dụ như là các bạn rất ngại bán hàng cho hàng xóm. Đấy, các bạn rất ngại bán hàng cho hàng xóm, các bạn rất ngại bán hàng cho đồng nghiệp. Nhưng ví dụ gì ạ? Nếu như các bạn coi cái việc bán hàng là giúp đỡ thì cái việc đó nó sẽ không còn ngại ngùng nữa. Hãy chia sẻ những điều mình có và hãy giúp đỡ những người xung quanh mình có được cái dòng sản phẩm tốt, được chưa ạ? Vậy thì bạn bè, người thân, tất cả những người xung quanh trong vòng bán kính, cái thành phố nơi các bạn ở, thậm chí trên Facebook online hay ở những tỉnh khác, những cái người đã từng quen với các bạn trên Facebook và tương tác thường xuyên đều là danh sách khách hàng tiềm năng của các bạn. Hãy thống kê họ ra và hãy gì ạ? Tiếp cận họ mỗi ngày, hãy chăm sóc họ, khoanh vùng họ, chăm sóc họ liên tục ít nhất 21 ngày, tạo thành thói quen để họ không thể nào quên được các bạn, được chưa ạ? Đó là cái cách, đó là cái cách để các bạn tiếp cận đối với những người quen. Rồi, có một cái đối tượng mà các bạn rất hay quên, đó là khách hàng cũ. Có những cái người coi rằng cái khách hàng cũ là mua một lần rồi là không còn giá trị sử dụng nữa, nhưng đó là các bạn nhầm. Hãy gì ạ? Hãy chăm sóc khách hàng cũ của các bạn. 80% thu nhập của các bạn sẽ đến từ khách hàng cũ và 20% thu nhập của các bạn sẽ đến từ khách hàng mới. Vậy thì khách hàng cũ của các bạn phải được chăm sóc thường xuyên. Hãy lập một group khách hàng VIP của các bạn, bao gồm những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của các bạn. Hãy chăm sóc họ hàng ngày và thỉnh thoảng hãy tặng quà cho họ, và họ sẽ cảm thấy họ được bạn chăm sóc thường xuyên. Hãy liên tục trao giá trị, liên tục trao giá trị để họ thấy được rằng là bạn coi họ là một trong những người bạn thân, chứ không chỉ là người mua hàng, được chưa? Vậy thì các bạn gì ạ? Những khách hàng cũ phải là những người được chăm sóc. Và có một cái điều nữa nha các bạn nhé, khách hàng cũng như là tất cả chúng ta thôi. Ví dụ như là chúng ta muốn làm điều gì đó mà muốn chia sẻ cái điều gì đó với xung quanh, thì các bạn phải có một cái biện pháp là luôn luôn tuyên truyền những cái điều mà các bạn có với họ. Vậy thì phải tuyên truyền đủ lớn, đủ mạnh, hãy nhỏ những cái giọt nước liên tục để tạo thành sóng, họ mới có thể ngấm được cái dòng sản phẩm của các bạn được. Đó là cái cách các bạn chăm sóc khách hàng cũ. Rồi, có một cái việc nữa, đó là các gì ạ? Các bạn hãy tiếp cận lại những khách hàng đã từng inbox, đã từng quan tâm đến các bạn. Đấy, những inbox, những cái khách hàng đã từng inbox quan tâm các bạn, hãy chăm sóc họ liên tục, và để cho họ cảm thấy rằng mặc dù họ không mua hàng các bạn, nhưng vẫn được các bạn trao những cái tình cảm, trao những cái giá trị. Và khi mà cái tình cảm đó đủ nhiều thì họ coi bạn như là người thân, và cái việc mua hàng là đương nhiên, được chưa? Đó là cái việc bạn tìm khách hàng ở đâu. Thế còn có một cái dung nữa mà các bạn cần phải biết. À, tôi nói với các bạn rồi, các bạn đã biết họ là ai rồi, các bạn tìm họ ở đâu rồi, nhưng các bạn sẽ đặt một câu hỏi rất là khó. Vậy thì làm như thế nào để bán hàng cho họ
đúng không ạ? Làm như thế nào để bán hàng cho họ? Vậy thì ngay bây giờ đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để các bạn bán hàng cho họ rất là dễ, được chưa ạ? Bước 1, các bạn làm gì? Các bạn hãy kết bạn với họ. Kết bạn bằng cách nào ạ? Hãy tạo ấn tượng bằng cách là gì ạ? Thả tim đồng loạt này, đúng không ạ? Rồi các bạn hãy gì ạ? Comment khen ngợi này, hoặc là thể hiện sự ngưỡng mộ với họ này. Ồ, con người chúng ta luôn luôn có cái sự tự tôn rất là cao, mà nếu như mà được người khác tôn trọng thì luôn luôn cảm thấy rất là sung sướng. Đấy, và tôi luôn luôn gì ạ? Tôi luôn luôn muốn rằng là những người xung quanh tôi, bởi vì là tôi là người tuyệt vời cho nên tôi sẽ hút những người tuyệt vời. Các bạn đừng sợ các bạn yếu thế khi các bạn đi comment bài người khác, các bạn hãy tỏ sự ngưỡng mộ với họ, được chưa ạ? Rồi, các bạn sẽ làm gì ạ? Đối với bước 1 các bạn khi đã hoàn thành, các bạn sẽ bắt đầu đến bước 2. Các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ tương tác với khách hàng tiềm năng của các bạn. Tương tác bằng cách nào? Để chế độ xem trước và để chế độ bạn thân. Để lúc nào các bạn cũng thấy bài họ hiện lên, bạn sẽ là người comment đầu tiên. Bài họ hiện lên, bạn sẽ là người thả tim đầu tiên. Bài họ hiện lên, bạn sẽ là người khen ngợi họ đầu tiên. Đấy, và họ sẽ cảm thấy ấn tượng với bạn. Cái đầu tiên bao giờ cũng ấn tượng. Bởi vì sao? Facebook đang bóp tương tác. Và các bạn nếu là người đầu tiên comment, các bạn sẽ trở thành những cái người mà vô cùng ấn tượng với họ, được chưa? Tiếp theo, các bạn sẽ tương tác thường xuyên với các bài viết của họ. Nhớ là phải tương tác thường xuyên nhé. Và hãy tạo những cái câu chuyện chuỗi. Làm thế nào để không chỉ là một cái câu comment, một cái câu comment vô nghĩa, mà mỗi một câu comment của các bạn phải khiến cho một cái câu chuyện được diễn ra sau đó, được chưa ạ? Rồi, các bạn sẽ làm gì ạ? Chỉ ra những điểm có thể để giúp cho họ thay đổi được điều gì đó trong công việc của họ. À, cái này khó này. Nếu như là ai đó phải tinh tế mới làm được điều này. Và tôi tin rằng các bạn sẽ là những người vô cùng tinh tế, bởi vì các bạn là những cô gái rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ làm gì với họ? Các bạn sẽ nhìn thấy ở họ cái điều mà các bạn đang 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 khao khát, và họ cũng sẽ có cái khao khát như các bạn. Các bạn hãy comment vào và chỉ ra cho họ thấy rằng là họ cần phải làm A, làm B, làm C để có thể cho cuộc sống tốt hơn. Họ cần phải làm A, làm B, làm C để có gì ạ? Có bài viết tốt hơn. Làm A, làm B, làm C để có thể bán được nhiều hàng hơn. Hãy làm cái điều đó với khách hàng của các bạn, và các khách hàng của các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì có cái người mà gì ạ? Có thể giúp cho họ có thể nâng cao được doanh số. Vậy thì họ có quên được bạn không? Được chưa ạ? Đó là cái bước số 2. Vậy thì bước số 3 các bạn sẽ làm gì? Bước số 3 các bạn sẽ tìm ra điểm yếu của khách hàng của các bạn. Tại sao phải tìm ra điểm yếu? Tôi vẫn nói với các bạn là gì? Khách hàng sẽ gì ạ? Chúng ta đang bán hàng là giúp đỡ. Vậy thì khi mà chúng ta giúp cho khách hàng của các bạn khắc phục được những điểm yếu của họ, có phải làm cho họ tốt lên, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tìm cái điểm yếu của họ bằng cách nào? Các bạn sẽ từ cái điểm yếu đó, nếu như các bạn ngại comment thẳng vào bài viết của họ, các bạn có thể viết những cái bài mà nó liên quan đến nỗi đau của khách hàng của các bạn. Ví dụ như chị A này, tôi thấy rằng là khi mà chị bán hàng này, chị có thể có rất là nhiều người bán hàng, nhưng mà khi viết những cái nội dung ấy lại không viết cho khách hàng của mình, đó là một cái nỗi đau. Rồi có những cái người bán hàng nhưng mà không có đủ động lực để có thể duy trì cái việc tần suất bán hàng liên tục, và chỉ được một vài ngày thôi thì lại bị tụt mút chẳng hạn, như vậy đó là nỗi đau. Và chúng ta hãy viết về những nỗi đau đó, giúp họ nâng cao cảm xúc của họ lên. Và các bạn nhé, đối với những người bán hàng thì có một cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn, cảm xúc rất quan trọng. Cảm xúc rất quan trọng. Tại sao chúng ta lại cần phải có cảm xúc? Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì có cảm xúc thì mới thăng hoa được. Và cái việc mà cái cảm xúc lại liên quan đến năng lượng trong cơ thể của các bạn. Vậy thì hãy giúp cho khách hàng của các bạn còn cho năng lượng của bạn của họ, cần cho cái năng lượng của họ. Làm gì? Cần cho cái năng lượng của họ để lúc nào họ cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc, để trao cái giá trị cho những người xung quanh. Control như thế nào tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong buổi sau, được chưa ạ? Đó là cái cách tiếp theo. Rồi, các bạn sẽ làm gì ạ? Các bạn sẽ đưa ra giải pháp cho những tình huống đó. Nhớ, viết về nỗi đau thì phải chia sẻ giải pháp, được chưa ạ? Hãy viết về nỗi đau nhưng phải chia sẻ giải pháp, đó là sự giúp đỡ, đó là sự trao giá trị, được chưa ạ? Và đến bước 4 thì sẽ là một cái bước rất là quan trọng, mà rất nhiều người bán hàng cần phải nhớ cái điều này. Đó là các bạn là gì ạ? Cần phải tặng quà cho khách hàng của bạn. À, tặng quà như thế nào? Của cho không bằng cách cho. Nhiều khi cái quà mà các bạn tặng họ cũng không cần. Nhưng vậy thì tặng thế nào để họ thích? Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Chúng ta sẽ tặng bằng những cái sản phẩm của các bạn để cho họ trải nghiệm. Nếu như khách hàng của các bạn đã đủ đủ chú ý đến bạn, nếu như khách hàng của các bạn đã đủ khao khát đến sản phẩm của các bạn,
hãy cho họ dùng thử sản phẩm của các bạn, được chưa? Rồi các bạn có thể gì ạ? Cho họ trải nghiệm sản phẩm miễn phí trực tiếp tại nhà nếu như ở gần, được chưa? Rồi các bạn có thể gì ạ? Tặng cho họ quà tặng bằng tài liệu. Ví dụ nếu như mà gì ạ? Nếu như một người nào đó mà muốn kinh doanh online, vậy thì các bạn có thể chia sẻ một trong những cái video mà tôi đã quay ở trong cái chuỗi video này. Các bạn hãy cho họ một cái video đó thôi, họ sẽ xem và họ sẽ thấy được giá trị à, ở trong cái hệ thống của các bạn có những cái quy trình đầy đủ như này, họ vào và chỉ cần gì ạ? Nắm thật chặt tay nhau và chúng ta sẽ cùng bán hàng. Ví dụ như vậy, đó là cái cách các bạn trao cho họ những cái giá trị. Bởi vì tôi tin rằng là những cái mà tôi đang chia sẻ với các bạn là những cái mà rất nhiều người cần, được chưa? Rồi những cái tài liệu đó có thể là, ví dụ đối với mỹ phẩm các bạn có thể là cái tài liệu về chăm sóc da, đối với phụ khoa thì có thể là những cái tài liệu nói về cái những cái căn bệnh. Rồi đối với những cái người kinh doanh các bạn có thể gì ạ? Có thể là những cái công thức kinh doanh. Nhớ, người nào thì phải tặng quà đó, đừng có bao giờ mà lại tặng cho những bà mẹ bỉm sữa công thức kinh doanh nếu như mà bà mẹ đó chưa muốn kinh doanh. Các bạn nhớ chưa? Đó là cái tip tiếp theo. Rồi cuối cùng các bạn sẽ phải làm gì ạ? Tặng quà nhưng mà còn phải tặng như thế nào nữa ạ? Các bạn sẽ đến bước 5, các bạn có thể sử dụng cái công thức là gì ạ? Bạn bàn bán. À, hôm trước tôi có một người em, bạn ấy chia sẻ với tôi về cái công thức mà bạn bàn bán và bám cũng là một cái cách. Bởi vì sao tôi phải bám? Bởi vì là gì ạ? Bạn làm bạn rồi, bàn bạc rồi, bán được sản phẩm rồi, nhưng tôi phải liên tục gì ạ? Đeo bám bạn, bởi vì tôi yêu quý bạn và tôi đeo bám bạn. Đó cũng là một cái công thức rất là hay và tôi nghĩ các bạn nên áp dụng, được chưa? Vậy thì các bạn sẽ làm như nào? Tạo mối quan hệ thân thiết bằng cách là liên tục qua lại, liên tục trò chuyện. Nó sẽ không mất nhiều thời gian các bạn đâu. Mỗi ngày một cuộc điện thoại 5 phút, rất đơn giản nhưng mà luôn luôn thắt chặt tình cảm. Tiếp theo, thường xuyên trao đổi với khách hàng về cái việc là làm thế nào để kinh doanh, làm thế nào để chăm sóc các bạn bản thân, làm thế nào để chăm sóc gia đình, làm thế nào để sống hạnh phúc hơn. Hãy chia sẻ về những cái điều đó, họ sẽ thấy bạn là một người tích cực, được chưa? Rồi các bạn sẽ gây dựng cái niềm tin với khách hàng, liên tục cho họ những cái giá trị, up lên những cái giá trị cho họ. Và các bạn phải là người có giá trị thì các bạn mới có thể cho họ thấy được cái giá trị của các bạn, được chưa? Và chúng ta sẽ đến bước 6. Bước 6 sẽ là bước cuối cùng trong cái quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng này. Đó là bước gì ạ? Chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ đưa ra những lời mời không thể từ chối. Wow! Có một cái lời mời nào đó mà khiến cho chúng ta không thể từ chối. Đó là gì? Đó là cái việc là đối với khách lẻ các bạn gì ạ? Hãy gì ạ? Trải nghiệm, cần 5 bạn trải nghiệm miễn phí. Thế thì khách lẻ sẽ gì ạ? Sẽ giúp các bạn mời thêm 5 người bạn để trải nghiệm miễn phí cái dòng sản phẩm của các bạn. Rồi, đối với khách sỉ thì có thể là gì ạ? Đào tạo miễn phí cho 5 bạn muốn kinh doanh online. À, cái này có vẻ gì ạ? Có vẻ tương đối cũ đúng không ạ? Nhưng nếu như đối với các bạn đang sở hữu những cái tài liệu rất vô giá. Tôi nói thật với các bạn, trong cái chuỗi này nó sẽ còn rất nhiều những cái quy trình và nó sẽ được up liên tục những cái quy trình này, những cái quy trình vô cùng giá trị trong cái quá trình tôi đang vừa kinh doanh và vừa đúc rút nó, thì các bạn có thể sử dụng nó trở thành vũ khí cho các bạn và tôi tin rằng các bạn thành công. Và tôi vừa mới chia sẻ với các bạn 6 bước để các bạn có thể tìm kiếm những cái khách hàng tiềm năng của các bạn. Có rất là nhiều người luôn luôn thắc mắc là tôi không biết tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở đâu, tôi không biết làm thế nào để chăm sóc khách hàng. Nhưng đây sẽ là gì ạ? Đây sẽ là cái cách rất là hiệu quả cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bài số 4 là chăm sóc khách hàng xỉ. Các bạn hãy comment xuống câu hỏi ở dưới cái video này để các bạn có thể được trả lời. Và hãy gì ạ? Ấn nút đăng ký để các bạn có thể nhận được video một cách sớm nhất. Và hãy đón xem bài 4 của tôi, chăm sóc khách hàng xỉ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.